Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ca sĩ Ngọc Sơn qua đời vì tai nạn. Suốt đêm 5 tháng 3 đến nay, cộng đồng mạng và bạn yêu nhạc xôn xao trước thông tin ca sĩ Ngọc Sơn, ông Hoàng Nhạc Sến, đã qua đời vì tai nạn giao thông trong chuyến lưu diễn tại Hà Nội. Tin đồn càng trở nên hot khi không ai có thể liên lạc được với Ngọc Sơn vì điện thoại của anh luôn khóa. Trên một số diễn đàn mạng còn có thêm thông tin rằng thi thể anh đang được chuyển về thành phố Hồ Chí Minh để lo hậu sự. Nhiều bạn đọc cũng đã gửi thư đến tòa soạn đề nghị xác minh tin tức. Ngọc Sơn bức xúc vì trong lúc tập trung lo tang lễ cha thì một số trang mạng lại đăng thông tin sai lệch rằng anh qua đời khiến người hâm mộ hoang mang còn tâm trí ca sĩ này càng thêm dối vài ngày qua một số trang mạng thay vì thông tin cha ngọc sơn qua đời lại nhầm lẫn và loan truyền tin chính ca sĩ này ra đi khiến người hâm mộ ngọc sơn đau buồn họ gọi điện nhắn tin viết trên tường facebook những lời than khóc vật vã một số đồng nghiệp người hâm mộ thân thiết với ngọc sơn cũng vội vã gọi điện cho anh để xác minh thực hư Điện thoại dồn dập trong lúc gia đình đang chuẩn bị tang tra khiến Ngọc Sơn càng rối rắm. Anh cho biết mình không phải là nạn nhân duy nhất bị đồn qua đời. Thỉnh thoảng, một vài đồng nghiệp của anh cũng vướng phải tin đồn kiểu này khiến người thân, đồng nghiệp, người hâm mộ lo lắng. Vì thế, anh khuyên khán giả nên theo dõi tin tức trên báo chính thống, những tờ đáng tin cậy chứ đừng nghe ngóng ở những diễn đàn, trang tin tràn lan trên mạng. Ngọc Sơn cũng cảm ơn tình cảm người hâm mộ dành cho mình trong thời gian qua. Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp ca hát, cái tên Ngọc Sơn đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả với chất giọng trầm ấm, trữ tình. Anh đã viết ca khúc tình cha được khán giả yêu thích và cho đến hôm nay, khi nhận show ở bất cứ nơi nào, anh vẫn được yêu cầu hát ca khúc này. Dẫu có những tranh cãi quanh phát ngôn của Ngọc Sơn nhưng anh vẫn được người trong giới nhận định là người hiếu thảo, yêu thương gia đình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại